Xin chào các bạn, hôm nay công ty Decan Sài Gòn chúng tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đế sạc không dây mới của thương hiệu MiBao PowerXQ 300. Thương hiệu MiBao này là một thương hiệu đã khá nổi tiếng rồi, chuyên sản xuất cho các dòng phụ kiện cho Apple và đã được chứng nhận là hàng tiêu chuẩn của Apple luôn và đã xuất hiện xuất hiện nhiều trên các quốc gia rồi. Và mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem luôn. Đây là đế sạc nhỏ gọn, sách hướng dẫn, và dây sạc. Cổng sạc micro. Và đây là cái đế sạc của nó, rất là nhẹ, được làm bằng chất liệu nhựa siêu nhẹ. Và đây là cổng sạc của nó, và được trang bị thêm một cái thanh kim loại để mình có thể dựng đứng cái điện thoại mình lên được. Thích hợp cho chúng ta mang đi mọi nơi. Khi sạc pin thì chúng ta chỉ cần gắm dây vào đây và chúng ta có thể sạc được cho những dòng điện thoại khác. Đế sạc này thì chỉ sử dụng được cho các dòng điện thoại iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus và cho cả iPad những thế hệ đời mới. Và cái cục này là cục sạc thông minh thì nó có thể là chuyển đổi cái nguồn điện 1A hoặc 2A gì đó tùy theo cái dòng điện mà của các thiết bị của các bạn đang sử dụng, nên rất an toàn, nên không cần mà phải là sử dụng gắn theo từng 1A hoặc 2A gì đó. Cái đế sạc này thì chúng ta có thể là dựng đứng lên như vậy hoặc là mình có thể tháo ra mình để mình sạc nằm cũng được. Nguồn điện sẽ trực tiếp truyền thẳng vào cái điện thoại của bạn luôn. Khi sạc thì cái đây là nó sẽ lên đèn màu xanh rất là đẹp. Và đây là cái thông số mà của hãng người ta đưa ra là khá là nhẹ. Và toàn bộ của sản phẩm này là bao gồm những thứ này trên bàn mình bày ra. Để biết thêm thông tin, các bạn có thể truy cập vào website decansaigon.com của chúng tôi để xem thêm thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Fame.